Ok, xin chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một cái phần mềm học tiếng Anh trên điện thoại di động. Phần này nó gọi là phần mềm tiếng Anh giao tiếp. Nếu như bạn nào mà có cái yêu thích môn tiếng Anh, muốn học tiếng Anh giao tiếp mà các bạn không có điều kiện để học ở các lớp, các trung tâm, thì các bạn lên trên điện thoại, các bạn tải cái phần mềm này về học rất là hữu ích và phát âm chuẩn của người bản ngữ luôn. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta vào, chúng ta tải cài đặt phần mềm và sử dụng nó như thế nào. Thì các bạn theo dõi thầy hướng dẫn trên màn hình điện thoại luôn. Đối với cái hệ điều hành Android thì các bạn vào CH Play, còn phần mềm iOS thì các bạn vào App Store. Thì ở trên cái máy của thầy là thầy dùng phần mềm Android, thầy sẽ vào CH Play. Sau khi vào CH Play thì thầy sẽ vào cái phần tìm kiếm. Thầy sẽ đánh cái phần là học tiếng Anh giao tiếp. Ok, học tiếng Anh giao tiếp. Sau khi nó ra cái giao diện này thì thầy sẽ dùng cái phần mềm thứ 3 từ trên xuống. Cái này thầy đã cài đặt rồi, còn bạn nào mà mới mở lần đầu chưa cài đặt thì các bạn bấm vào chữ cài đặt, sau các bạn đợi một chút thì nó sẽ cài đặt về cho chúng ta. Sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể mở trực tiếp ở trên cái chữ mở trên màu xanh ở trên màn hình. Còn không thì các bạn thoát ra. Từ lần sau thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng đó ngay ở trên điện thoại, ở trên cái phần trên cùng, màu xanh trên cùng, thầy sẽ bấm vào đây. Sau khi vào thì nó có cái, ở đây là thầy đã cài đặt và thầy đã mở rồi. Còn nếu như mà có cái chữ nổi lên cái chữ là cho phép hoặc không cho phép thì các bạn cứ nhấn vào cái chữ cho phép cho thầy nhé. Đấy, thế thì ở đây nó sẽ có rất nhiều cái chủ đề này, nó có cả từ điển nhé. Cái phần từ điển là cái phần để chúng ta tìm từ. Phần này ta phải tải xuống. Ở đây thì nó có tất cả những cái chủ đề. Nó có quảng cáo, ta đợi một chút nhé. Nó có tất cả các chủ đề, ví dụ như chào buổi sáng, ta bấm trực tiếp vào cái chữ đó này. Good evening, sir. Ok. Ta nghe từ khác, ta lại bấm tiếp vào đó. Good luck. Ok. Happy birthday. Nice to meet you. Ok, hết một chủ đề thì chúng ta chuyển sang chủ đề khác nhé. Ví dụ như chủ đề thường gặp này. And you? Are they the same? Are you going to attend their wedding? Are you okay? Are you sick? Ok, rất là thú vị đúng không? Ví dụ như chủ đề về thời gian này. A long time ago, as soon as possible, at 7 o'clock at night. Các bạn cứ bấm trực tiếp vào đó nhé. Time, các bạn bấm trực tiếp vào đó. It happened all day. Ok, very good. Ok, rất nhiều chủ đề nhé. Đấy, chúng ta thấy nó rất nhiều chủ đề này. Ta học tốt một mấy cái chủ đề ở trên đây thì chúng ta đã có thể giao tiếp tiếng Anh rất là tốt rồi. At home. Are you busy? Can we have some more bread, please? Do you have any money? For how many nights? How long will you be staying? Là cái phần kiểm tra nhé. Chúng ta nghe và chúng ta xem là cái từ chúng ta vừa nghe được nó là từ gì. A round trip ticket. A one way ticket. One way ticket. A one way ticket.
one-way tickets. About 300 kilometers. Đấy, chúng ta kiểm tra cái cách đọc và cái nghe của chúng ta luôn nhé. Đấy. Như vậy cái phần mềm này là một cái phần mềm giao tiếp tiếng Anh offline trên điện thoại di động. Và thầy hướng dẫn các bạn tải cài đặt cái phần mềm này để các bạn có thể học được tất cả những cái chủ đề tiếng Anh thông dụng hàng ngày và cái chuẩn tiếng của người bản ngữ luôn. Thì mong rằng các bạn sẽ cố gắng học và sẽ thành thạo tiếng Anh thông qua một cái phần mềm miễn phí trên điện thoại di động. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em.